Đường ngang gốc gạo còn được người dân ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình đặt cho một biệt danh rất đáng sợ là đường ngang tử thần. Vì nó nằm ở vị trí có độ dốc rất cao, lại là điểm giao cắt giữa quốc lộ 1 và khu dân cư đông đúc, tầm nhìn bị che khuất nên khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Cái đường này là thì có từ lâu rồi, bây giờ mà đóng vào thì người dân cũng người ta cũng có nói là bây giờ đóng đường này vào thì không biết đi đường nào, đi nếu mà đi thì nó lại vòng xa hơn. Còn tại thủ đô Hà Nội, không khó để nhận ra hàng loạt đường ngang dân sinh tự phát kéo dài ở khu vực cửa ngõ phía tây thủ đô. Người dân sống cạnh đường sắt đã tự ý cưa hàng rào bảo vệ, làm đường đi qua đường sắt như thế này. Việc tự tháo dỡ công trình đường sắt để làm đường ngang đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng các cơ quan chức năng không thể ngăn chặn. Đường ngang này thì của chúng tôi thì hiện nay là có cái đường ngõ 54, ngõ 210 và ngõ 148 và đường Tự Liệt. Là đường là có điểm kiểu như là đèn báo, cảnh báo. Thế còn lại quan điểm thì ngoài những cái đường như vậy thì là coi như vậy nên rào lại hết. Theo nhiều lái tàu, tình trạng lập đường ngang tự phát qua đường sắt đang gây mất an toàn rất lớn khi vận hành chạy tàu. Không riêng gì tuyến đường sắt Bắc Nam, số lượng đường ngang tự phát rất nhiều ở các khu vực đông dân cư. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng, thời gian gần đây, đường ngang tự phát tăng lên khá lớn, nhất là khu vực đi qua các thị trấn, nơi mà người dân có thể làm các cơ sở kinh doanh. Các cái đường ngang dân sinh tự phát là dân mở ra rất nhiều. Mà còn nhiều những cái đường ngang mà mở ra mà ô tô chạy qua lại rất nhiều mà không có chắn, không có đèn báo, không có cảnh báo tự động mà cũng không có chắn đường ngang, rất nguy hiểm. Theo Xí nghiệp Vận dụng Toa Xe Khách Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có hàng chục vụ tai nạn đường sắt liên quan đến đường ngang dân sinh tự phát. Những đường ngang này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của xí nghiệp và chỉ có lái tàu theo thói quen hàng ngày mới nhận định rõ vị trí đường ngang nguy hiểm để chủ động hạ tốc độ khi đi qua những khu vực này nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Các cái địa phương ấy, thì có cái giao cắt đối với ngành đường sắt này thì phải có cái tăng cường hơn nữa về công tác kiểm tra và tăng cường tuyên truyền hơn nữa đối với người dân tham gia giao thông. Mà đặc biệt là những cái khu vực này để người ta hiểu được cái tai nạn có thể xảy ra, cái hậu quả mà phải gánh chịu. Trở lại với đường ngang gốc gạo tại Tam Điệp, Ninh Bình, nếu ngành đường sắt và chính quyền sở tại không để nhanh việc lập chốt có người gác thì đây sẽ tiếp tục trở thành một chiếc bẫy và hàng năm sẽ có rất nhiều người thiệt mạng tại đây.